Sáng ngày 15 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn gây sạt lở và sụt lún nhiều công trình dân sinh trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm, Pha Lin thuộc địa bàn huyện Đắk Krông tại km 6 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Quốc lộ 15D sụt ta lưu dương nhiều điểm với khối lượng 750 mét khối đất đá chảy tràn trên mặt đường, gây ách tắc giao thông tại cầu tràn Đắk Krông km 0 cộng 307, cầu La Hót tại km 1 cộng 094, km 1 cộng 700, km 2 cộng 450, km 2 cộng 500, km 2 cộng 980, km 7 cộng 400, km 9 cộng 400, km 9 cộng 530 và một số vị trí trên tuyến. Đồng thời đất đá sạt lở tắc trĩnh dọc tại vị trí sụt ta lưu dương km 9 cộng 360 và hố thu ống km 8 cộng 400 với khối lượng khoảng 250 mét khối. Các tuyến đường tỉnh DT 585 đất sụt ta lưu dương tại km 3 cộng 850 với khối lượng khoảng 120 mét khối. DT 588A đất chảy tràn trên mặt đường tại km 4 cộng 350, km 5 cộng 323, km 5 cộng 610 và một số vị trí trên tuyến với khối lượng khoảng 350 mét khối. Mưa lớn cũng gây vỡ đập dân Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với chiều dài 20 mét, nước tràn xuống hạ lưu.